Vâng, chào mừng các bạn đến với kênh Địa ốc Long Trường Phát, chuyên bất động sản Bình Dương. Hiện tại hôm nay mình đang đứng tại một cái lô đất có diện tích là 5 x 38, thổ cư 100. Nó thuộc đường Tránh Phú Hòa 04, đường bê tông 4m thông từ đường lộ 7B sang Tránh Phú Hòa 06. Ở đây thì dân cư sống rất là ổn định, dân cư đông, người đi lại nhiều. Nếu các bạn đi về hướng này thì sẽ ra đường lộ 7B, chỉ mất khoảng tầm 50m thì ngay công an phường Tránh Phú Hòa. Chúng ta đi qua đường 7B thì đó là khu công nghiệp Mỹ Phước 3 hoặc tái định cư Mỹ Phước 3. Ở đây các bạn có thể thấy rồi, ở đây dân cư sống rất là đông, rất là vui. Thì lô đất mà mình muốn giới thiệu với các bạn là bắt đầu từ mép tường. Bắt từ đầu từ mép tường này và sang tới đây, sang tới cái mép của cái đường chỉ mà cái nhà kế bên họ xây đây, thì sâu vào là 38, thổ cư là 100m. Dân cư ở đây rất là ổn định các bạn ạ. Các bạn có thấy đường điện đấy. Tại vị trí này, nếu mình đi ra lộ 7B thì mất khoảng tầm 50m, và nếu rẽ trái ra chợ Chánh Lưu thì chỉ trong vòng khoảng 1km đổ lại. Như vậy thì với cái lô đất này, những cái tiện ích hiện hữu là ủy ban nhân dân, trường học, chợ, công an, nó chỉ trong phạm vi bán kính khoảng 1,5 km đổ lại. Đấy. Mình đi ra lộ 7B, mình rẽ phải thì mình sẽ ra trung tâm của huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, khoảng tầm 5 đến 7 cây số nha các bạn, là mình sẽ ra trung tâm của huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Còn đi từ vị trí đất này tới đường Mỹ Phước Tân Vạn đang hiện hoàn thành thì mình chỉ mất khoảng tầm 2 phút, tương đương khoảng 2 km. Ở đây đất thì nền móng rất là cứng và có thể xây dựng ngay. Vậy hiện tại thì Long có thể hỗ trợ cho khách hàng của mình về giấy phép xây dựng. Đây mình bước vào đất để mình coi cái nền đất của ở đây như thế nào. Nó là bằng sỏi cho nên là nền đất, cái móng đất rất là tốt, rất là cứng. Đấy. Đất ở Bình Dương thì đa số là cái móng đất rất là ok, xây dựng rất là dễ, không gây cản trở cho xây dựng. Dân cư ở đây thì rất là đông. Hiện tại chủ đang gửi cho mình bán với cái giá là 1,2 tỷ, còn thương lượng về giấy tờ và xây dựng thì mình có thể trực tiếp hỗ trợ cho những ai mà muốn sở hữu cái lô đất này. Đường này là đường bê tông 4m thông, nhưng mà theo quy hoạch phân khu thì nó là đường Tránh Phú Hòa 4, khoảng 15m. Một điều rất là may mắn thì lô đất của mình nó chỉ bị đi vào khoảng tầm 3m thôi, đi vào đất của mình khoảng 3m thôi, thì vẫn còn cái diện tích là 535. Thì một cái diện tích mà rất là đẹp để vừa xây nhà, có sân trước sân sau, với một cái không gian sinh hoạt rất là rộng rãi. Ở đây thì an ninh rất là tốt, bởi vì ngay đầu đường là công an phường Tránh Phú Hòa.
dân cư thì rất là đông. Ai muốn sở hữu cái lô đất này có thể liên hệ với mình qua số điện thoại là 0937 105 887, hoặc đăng ký kênh Địa ốc Long Trường Phát, nhấn chuông để có để được cập nhật những clip mới nhất của Bất Động Sản Bình Dương. Vâng, cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.